Chào mừng quý vị cùng các bác các anh em đang truy cập đến kênh chuyên test âm thanh và giới thiệu hàng bãi của Tiến Audio Hải Dương. Quý vị và các bác các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, buổi tối ngày hôm nay 15 tháng 3 năm 2021. Cấu hình trước cái máy quay ngày hôm nay, em xin giới thiệu với quý vị cùng các bác các anh em chúng ta, hôm nay em về được mười mấy quả trầm. Và mười mấy quả trầm này nó đến từ các thương hiệu rất là nhiều, Mỹ, Nhật, Anh, Quốc, vân vân. Và nó có số tiền rất là bình dân để cho quý vị cùng các bác các anh em chúng ta sở hữu. Những quả trầm này các bác mua về có thể phối ghép, tức là tăng thêm tiếng bát để cho cái căn phòng nhà chúng ta, rồi âm thanh của chúng ta nghe nó ấm áp hơn, tiếng bát tràn đầy hơn các bác nhá. Còn việc sử dụng nó vào những quả trầm này, việc sử dụng nó đó là các bác sử dụng nghe nhạc hay là hát hò karaoke, đó là tùy theo ý thích của các bác đều được. Chứ không phải là nhiều bác của là quả trầm này bát 20 hay bát mười mấy có hát được karaoke hay không. Thì xin thưa với các bác rằng khi các bác nghe nhạc và hát karaoke nó y như nhau mà thôi, không có cái liên kết gì ảnh hưởng đến trầm cả. Vì tiếng trầm nó chỉ là một phục vụ để riêng biệt ra, để cho ra tiếng bát, chứ không liên quan gì đến dàn âm thanh của nhà chúng ta các bác nhá. Chính vì vậy là chúng ta có thể để quả trầm nó tự kêu và các bác có thể dùng nó hát và nghe nhạc đều được. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bác anh em chúng ta hãy cùng đi tham quan một số trầm rất là nhiều. Hôm nay em về được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 quả trầm. 14 quả trầm, đây là thưa quý vị cùng các bác anh em chúng ta. Và rồi bây giờ thì không mất thì giờ vàng ngọc của quý vị cùng các bác anh em chúng ta nữa, em sẽ tranh thủ đi vào giới thiệu cũng như báo giá chi tiết cho từng quả trầm. Quý vị và các bác anh em chúng ta có nhu cầu muốn sở hữu quả trầm nào và có tầm tiền như thế nào thì mong quý vị và các bác anh em chúng ta hãy nhớ rõ model, nhớ rõ model và đồng thời nhớ số tiền em đã đề trên quả trầm. Chúng ta gọi điện cho em thì chúng ta cả em và các bác cũng đỡ mất công hơn các bác nhé. Bây giờ thì mời quý vị cùng các bác anh em chúng ta hãy cùng đi đến với quả trầm đầu tiên. Quả trầm đầu tiên này hôm nay có giá 4.300.000 đồng. Đây là một quả trầm hàng mới các bác nhé, quả trầm hàng mới có giá 4.300.000 đồng mà thôi, ai cũng có thể sở hữu được. Chất âm em dám đảm bảo với quý vị và các bác anh em chúng ta rằng nếu nghe không hay em không lấy tiền của các bác, thật sự mà nói như vậy. Nếu nghe không hay em không bao giờ lấy tiền của quý vị cùng các bác các anh em chúng ta luôn, bởi vì không phải là dễ dàng gì mà em lại tự đi lấy những quả trầm mới về em bán cho quý vị và các bác các anh em chúng ta. Trong khi đó em test âm thanh nghe tiếng của nó rất là mềm sâu xa, và thứ hai nữa nó lại chiều được trong những căn phòng rộng rãi đấy, 6, 7, 80 m² đổ lại đều ok các bác nhé. Quả trầm này là quả trầm Eric 680 Plus, bát sử dụng là bát 32 màng carbon sóng, và cái gân của nó là gân cao su, cái vành kim loại của miệng bát rất là đẹp. Đặc biệt trang bị tất cả ở mặt đằng trước này đều là bằng nhựa để bao bọc cho quả bát, rất là ok. Quả thùng, màu thùng thì có màu vân gỗ đấy, cái thùng có màu vân gỗ rất là đẹp. Tiếp đến phía sau của em trầm này, chúng ta hãy nhìn rõ model quả trầm Eric nhá, model là SW680 Plus, trở kháng 4 ohm, công suất là 300W, điện sử dụng 220 đến 240. Đây là các đường cổng kết nối của nó để đi vào ăn chơi, rất là ok. Quả trầm cực kỳ lực các bác nhá, cực kỳ lực và rất là hay. Rồi đảm bảo với các bác rằng em bán dòng trầm này rất nhiều, các bác ủng hộ em rất là nhiều và chưa các bác nào mà chê, chưa các bác nào chê, thật sự nói một câu như vậy, không phải là em tự nói hay nhưng mà đúng sự thật là như thế. Ở dưới gầm nền nhà chúng ta đang được nhìn thấy lỗ thông hơi, bắt mặt lỗ thông hơi được thông xuống dưới nền nhà, điều này cho một âm thanh tỏa ra lan rất rộng nhé, và sóng trầm của nó đi sâu thăm thẳm, tiếng cực kỳ hay. Đấy, giá này là 4.300.000 đồng các bác nhé. Rồi, đã giới thiệu xong cho các bác một trầm hàng mới Eric 680 Plus.
Thì quả trầm vừa rồi em giới thiệu này ấy, nó quả trầm Eric này ấy, em giới thiệu là quả bát của nó nhá. Nó là một quả bát của nó được nhập khẩu từ Canada. Các bác phải lưu ý nhớ rõ, hãy vào trong trang Google và tra đúng model em giới thiệu. Eric model SW680 Plus, các bác hãy tra trên kênh trên Google thì sẽ ra nơi sản xuất và cũng như nguồn gốc của em trầm này được xuất xứ ra. Thì cái quả trầm này, cái bát của nó được người một kỹ sư người Canada thiết kế ra và nhập khẩu để lắp ráp tại Trung Quốc nha, lắp ráp tại Trung Quốc đó, hàng Chile rất là ok đó. Còn tiếp theo quý vị và anh em chúng ta đang thấy một quả trầm vô cùng dị dạng, phải nói câu vô cùng dị dạng, có giá 4.300.000 đồng, và chỉ cần nhìn cái thương hiệu như thế này các bác cũng đã biết được là quả trầm này đến từ đâu, đúng không ạ? Quả trầm này là quả trầm kép, một quả trầm kép thương hiệu này không mất đi đâu được, về cái nhãn mác như thế này. Quả trầm kép đến từ Anh Quốc, các bác thấy nó bóng nặng và có thể soi gương được, bóng nặng soi gương được nhá. Quả trầm rất là dị dạng luôn, tròn, nó không phải là tròn hẳn. Đấy, hình của nó trông như là hình bắt quái vậy đó. À, trông rất là hay, đúng không? Thì quả trầm này là một quả trầm thương hiệu rất nổi tiếng rồi, đến từ Anh Quốc. À, chúng ta thấy nó đến từ Anh Quốc, và cái bát của nó nhá, nó sử dụng tới hai cái loa bát luôn. Một cái loa bát có đường kính 25, bát đằng trước này là bát điện này, còn bát bên này cũng là bát 25, đó là bát cộng hưởng, cho âm thanh ra cực kỳ sâu lắng mềm mại nhá, cho âm thanh ra cực kỳ sâu lắng mềm mại, đó là dòng bát cộng hưởng sâu lắng mềm mại luôn. Thì hai bát 25 nhá, quả trầm kép hai bát 25 có giá 4.300.000, và chúng ta đây này, em gửi như thế này, u như này, các bạn thấy nó có dị dạng ạ, rất là dị dạng luôn, đúng không ạ? Em đang test thì giới thiệu thì các bác gọi điện thôi, các bác để em giới thiệu xong em sẽ liên hệ với quý vị và các bác anh em chúng ta. Đấy, quả trầm rất dị dạng, chúng ta thấy là các cái nguồn dây rắc nguồn đi vào và công tắc nguồn nó đều là dưới đáy. Đấy, dưới đáy nhá. Đấy, thì chúng ta cắm nguồn vào, nó dưới đáy, nó có lỗ đường đi này đi vào và dây rắc AV đi vào đây, ok luôn nhá. Quả trầm này là quả trầm kép model HTB2 các bác nhá, nhớ model này. Quả trầm kép model là HTB2. Đấy, hàng kép audio Úc Anh Lần, nói về kép luôn luôn sản xuất ở một trong hai nước liên hợp với nhau, đó là Úc và Anh Lần nha. Nguồn điện của nó là nguồn điện từ 100 đến 240. Các bác phải lưu ý em giới thiệu này, nguồn điện từ 100 nó đề là từ 100 đến 240, thì chúng ta có thể cắm như sau. Chúng ta thích cắm nguồn điện 100 cũng được, mà cắm nguồn điện 220 cũng được. Tức là nguồn điện của nó lui dòng, có nghĩa là từ 100 đến 240. Chúng ta thích cắm nguồn điện nào chúng ta cắm, không bao giờ cháy các bác nhá. Ôi, rất ok, một quả trầm dị dạng 4.300.000 đồng. Bóng nhá, bóng luôn, bóng piano. Các bác thấy là các cái vỏ viền bên ngoài này này, vỏ viền bên ngoài này nhá, bên trong thì nó là thùng gỗ, còn bên ngoài này nó được trang bị một lớp nhựa. Đấy, một lớp nhựa được bao bọc tất cả đây, xung quanh cái quả trầm này một lớp nhựa. Điều này cho chúng ta thấy là quả trầm này có một cái hình dáng cực kỳ đẹp và chắc chắn, đúng không? Chắc chắn. Đấy, nhựa bóng bóng lặng luôn. Đây, chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại quả trầm này một lần nữa. Đây, hình thù của nó rất là ok, trông rất là buồn cười, trông rất là hay. Quả trầm này đánh tiếng hay lắm đấy các bạn, trông thấy rồi, bé bé rồi, bề rất là nặng, nặng như là cái quế đá vậy đấy nhá, nặng như quế đá luôn. À, đây là ngoài đấy, ở đây. Và bây giờ sẽ đi vào giới thiệu cho quý vị của các anh em chúng ta tiếp thị. Tiếp theo đó là một quả trầm nữa, là quả trầm này có giá 4.200.000 này, giá 4.200.000 đồng. Và quả trầm này là một quả trầm Yamaha model là IST SVDUP 200. Đấy, các bác thấy em không tháo được e căng nó ra, e căng này rất là khó, em sẽ phải lấy cái này. Các bác điện tải cho em rất là nhiều các bác, ngày đêm luôn. Đấy, thì là đây, em sẽ lấy cái dao và sẽ phải cậy cái e căng này ra, đáng lẽ em cậy sẵn ra thì đúng hơn, bởi vì là nó
nó hơi bị mất công một chút trong video, mà trong khi đó lại giới thiệu nhiều hàng. Cho nên là rồi các bác cũng thông cảm nhá. Chúng ta đến với kênh của em, đến với những chương trình test âm thanh, chúng ta cũng phải có một cái giải trí một tí. Tức là vừa em nghe xem em giới thiệu cũng như là khôi hài một tí hả? Để cho anh em chúng ta đấy. Đấy, thưa quý vị cùng các bác anh em chúng ta. Đấy, em đã bỏ hết ra rồi. Quả trầm Yamaha Modern IFT-S VDUP 200. Quả trầm này sử dụng hai cái loa bát có đường kính là 20, màng giấy gân mút các bác nha, màng giấy gân mút, một lỗ thông hơi rất to ở giữa. Rất ok, đẹp kính cong luôn. Quả trầm này sử dụng đánh đâm châm kép rất lực. Giá 4.200.000 đồng nhá. Và đến với bảng điện ở phía sau thì em trầm này Yamaha IFT-S VDUP 200, nguồn điện sử dụng là đa cầu điện các bác nhá, đa cầu điện từ 100 120, 220, 240. Đấy. Các bác nhá. Hàng made in Japan, công suất là 130W. Nha. Rồi. Lại đậy nó lại và kéo nó ra rìa để dành không gian cho những quả trầm khác ấy. Tiếp theo là đàn em của nó. Đàn em của nó, quả vừa rồi là quả 200. Và quả này là quả đàn em. Đàn em tức là nó ra trước đời 200, cho nên chúng ta đã ra trước, đáng lẽ là ra trước thì phải là anh đúng không? Nhưng mà theo model đời thì quả ra trước các bạn là đàn em. Đúng không? Đấy, thương hiệu hàng gọi ngược như vậy, đúng không? Quả trầm Yamaha Modern, Yamaha Modern là IFT-S VDUP 100. Quả này là quả 100, quả lẫy quả 200. Sử dụng hai lo bát có đường kính 18, màng giấy gân mút, một lỗ thông hơi giống y như quả trầm trước. Quả trầm này có giá 2.900.000, tiếng đánh cực kỳ bạo lực và rất là hay, giá 2.900.000 nha. Đấy, rất là hay luôn. Dòng này sử dụng củ bọc vàng óng to tướng các bác nha, công suất 100W, cũng sử dụng đa cầu điện, hàng made in Japan. Rồi, rất ok nha. Các bác có nhu cầu thì hãy gọi điện cho em để sở hữu em có một quả đó, 100 và một quả 200 thôi. Nói đến dòng Yamaha thì em lôi tiếp quả này ra. Đấy, bỏ tiếp quả này ra để giới thiệu cho quý vị của các bác các anh em chúng ta và nói về thương hiệu Yamaha đi. Đây là quả này là quả Yamaha Modern IFT-S VDUP 500 các bác nha. Modern 500, dòng này quá nổi tiếng và được anh em tin tưởng dùng khá nhiều. Và trong vài ngày trước thì có vài bác khách hỏi em về quả trầm này có hàng hay không, thì em cũng lại bận quá không lưu được số của các bác nha, mong các bác thông cảm. Thì vào xem video mà có thấy video em test lên thì các bác hãy vui lòng gọi điện sớm cho em để sở hữu. Nếu chúng ta chậm chậm mà chúng ta đắn đo thì gọi điện lại mất đấy ạ. Ôi giời, thật sự mà nói hôm nay thời tiết nó cũng hơi là nóng nóng, mà trong khi đó bệnh những quả trầm này ra thấy khó khăn quá thôi. Hơi mất thời gian đúng không ạ? Rồi các bác thông cảm cho em nhé, cũng hơi mất thời gian tí đúng không? Và các bác cứ từ từ, cái này không thể nóng vội được, rất là khó cậy luôn. Ấy rào đây các bác thấy không? Rất là khó ra luôn chứ không phải là những quả trầm mà nó về Việt Nam mà nó chưa tháo ra ấy, thì thật sự mà nói các bác này tháo rất khó luôn chứ không phải là chuyện đùa, tháo rất khó luôn ấy. Nếu mà các bác không khéo ấy, là tháo ra không gãy hết chân luôn đấy. Hàng mộc mạc đấy, các bác thấy hàng mộc mạc chưa mở e căng, và khi mở ra đây các cái ren chân e căng đều bị bật, đều có cái lốt nó in thẳng vào gỗ luôn đấy, in thẳng vào gỗ luôn đấy. Quả trầm Model 500 này là một quả trầm quá nổi tiếng, em không cần phải giới thiệu sâu và cũng không được giới thiệu kỹ về quả trầm này. Các bác thấy hàng còn nguyên bụi đây, chưa hề vệ sinh.
các bác mua em sẽ lau dọn vệ sinh cho các bác đẹp két xem em nhá. Hàng bao zin tuyệt đối cho anh em. Bát mặt 25 màng giấy gân vải, một lỗ thông hơi. Và đây là các vi tinh chỉnh volume rồi chỉnh cho em giải trầm. Đấy. Quả trầm này rất là nặng đấy, quý vị và anh em ạ. Nguyên một cái bảng đằng sau này, các bác thấy một cái bảng sắt đằng sau này. Đấy. Chúng ta thấy là nó nguyên là bảng phân tần và bảng điện của nó. Đấy, bảng công suất. Đấy, trong dòng này nhá. Thì nó sử dụng đa cầu điện 100 120 220 240. Đấy, công suất là 130W các bác nhá. Công suất 130W, hàng made in Japan. Đấy, đầy đủ các cổng cái lon chơi đi vào nhá. Đấy. Giá của quả trầm này là 5.200.000 đồng. Giá bao rẻ toàn lãnh thổ Việt Nam ta, thật sự không đâu có. Các bác hãy tra khảo về model 500 này đi ạ nhá. Chúng ta hãy tham khảo về model 500 đi. Đấy, chúng ta bây giờ em thấy các bác đây. Bây giờ đã đóng nhà căng vào rồi thì mở ra rất là dễ thôi. Đây này, mở rất dễ luôn. Đấy, mở vắt nhẹ ra luôn. Đấy, quả trầm này có giá 5.200.000 nhá. Quả trầm model 500 có giá là 5.200.000. Và tiếp theo là một quả trầm có giá 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng. Đây là một quả trầm rất nổi tiếng. Trầm rất nổi tiếng à. Quả trầm này là quả trầm gì à, model của nó đây này, thưa quý vị và các bác anh em chúng ta. Quả trầm Venturi các bác nhá. Quả trầm Venturi. Quả trầm Venturi, một thương hiệu Venturi chuyên sản xuất về trầm rất nổi tiếng, phải không ạ? Rồi Definity Technology, đó là hai thương hiệu chuyên sản xuất về trầm. Đấy, Venturi và Definity Technology chuyên sản xuất về trầm. Sử dụng quả trầm này là một quả trầm sử dụng bát 20, lỗ thông hơi ở đây. Lỗ thông hơi ở đây này, lỗ thông hơi ở dưới dạng đây. Rất là to, dài. Mang carbon kết hợp sợi, gân của nó là gân mút nha, zin nguyên bản luôn. Vẫn còn zin. Em không biết là còn zin hay không nhưng mà em thấy gân của nó rất là gọn gàng. Quả trầm Venturi này có giá 3.200.000. Sở hữu là những quả trầm chất như thế này, nó sẽ có giá cứng. Và trong khi đó cứng lại cộng theo với thể tích thùng của nó lớn các bác nhá, cho nên là giá nó sẽ nhỉnh lên 1-200 là chuyện thường. So với những em mà có thùng bé thì sẽ rẻ hơn 1-200. Đó là em phải giới thiệu kỹ cho quý vị và các bác anh em chúng ta như vậy. Quả trầm Venturi model CT Rodi và model của nó là CT80 các bác nhá, em đọc tắt này. Quả trầm Venturi model CT80. Đấy. Rồi, các bác vẫn điện cho em bình thường. Rồi, em sẽ làm xong clip sẽ điện cho lại cho các bác các anh em chúng ta luôn. Đấy. Nói nhiều thành em nói líu nhưng mà cũng phải cần, không thể nào không nói nhiều được. Đấy, chúng ta thấy là có đầy đủ các cổng cái lối để ăn chơi nhá. Thì giá 3.200.000 nhá, Venturi bát 20. Đấy. Và bây giờ là đến với một quả trầm có giá 5.400.000 đồng. Giá 5.400.000 đồng nhá. Và quả trầm này là quả trầm đến từ Anh Quốc nha. Quả trầm đến từ Anh Quốc, nó có tên là Mo Đầu Sọp các bác nhá. Quả trầm Mo Đầu Sọp này sử dụng bát 25. Wow, cái bát của nó trông khá ấn tượng đúng không ạ? Rất là đẹp. Dòng trầm như thế này và nó sử dụng cái bát như thế này, chúng ta không thể lạ lẫm gì nữa. Nó quá nổi tiếng và những quả dầu bát như thế này. Rất ok. Màng carbon chất liệu dẻo nhá. Màng carbon chất liệu dẻo, gân của nó nhá là gân cao su nhá. Gân cao su. Dòng này sử dụng một cái loa bát có đường kính 25, gân cao su, màng carbon chất liệu dẻo. Đấy. Quả trầm Model Shop, cái tên của nó đây này, dòng Model Shop rất nổi tiếng. Đấy. Loa Model Shop em bán cũng khá nhiều, trầm Model Shop em bán cũng rất nhiều rồi, rất là ok. Xin giới thiệu với quý vị và các bác anh em chúng ta là model chi tiết quả trầm Mo Đầu Sọp model AV Alo 7 các bác nhá. Đọc lại này, quả trầm Mo Đầu Sọp model AV Alo 7. Đấy, chúng ta hãy đọc là gọi cho em là Mo Đầu Sọp AV Alo 7. Đấy. Thì thế là ok nhá. Công suất rất đỉnh, 360W luôn các bác nhá. Công suất cực đỉnh là 360W. Đấy. Sử dụng hai nguồn điện 220, 230 và 115. Chứng tỏ là nó có nguồn điện Mỹ và nguồn điện xuất đi châu Âu các bác nhá. Rồi. Rất là ok. Hàng Anh Đừng. Và chúng ta hãy cùng đi đến với cái gầm của nó. Các bác có không biết các bác có nhìn rõ không? Tay em thì đang bảng đâu nhìn rõ rồi. Đúng quay đây rồi. Lỗ thông hơi của nó được nằm ở dưới gầm nhá, dưới nền nhà. Và chúng ta thấy là quả trầm rất đẹp,
có sử dụng thùng gỗ màu vàng, và chúng ta đang được nhìn thấy một bên của nó, một bên cái bên của này của nó là các bạn thấy nó rất là gỗ ghính luôn, trông nó hơi lạ đúng không ạ? Quả trầm này thì đây là một quả trầm về từ bên Tây, mà trẻ em từ bên Tây thì cũng như trẻ em của Việt Nam mà thôi, thì dán đầy các thứ đồ chơi vào đây đấy. Có thấy dán đầy cái thứ đồ chơi vào đây đấy, và cái dán đồ chơi này nhá, này em về các em khui thùng em đưa vào đây, em không bóc làm gì cả để giới thiệu khôi hài cho quý vị và các bác anh em chúng ta. Thì chúng ta thấy là đây là những cái này bóc rất dễ luôn đấy, bóc rất là dễ rồi ra rồi đúng không ạ? Đấy ra rồi đấy, chúng ta thấy trẻ em rất là nghịch ngợm, Tây cũng như Việt Nam thôi khác nhau tiếng nói đúng không ạ? Rồi. Ê, quả trầm này có giá 5.4 nhá các bác nhá, mo đầu sọc bát 25, các bác mua em sẽ vệ sinh cho các bác đẹp tinh tươm luôn. E căng của nó nè, e căng nhựa nhá, rất bền bỉ. Đấy, bây giờ đây đây, tiếp theo là một quả trầm, một thương hiệu đến từ ông vua trầm các bác nha, một thương hiệu đến từ ông vua trầm. Ông vua trầm là thương hiệu nào? Paradin các bác nha, đến từ một thương hiệu ông vua trầm, đó là quả trầm Paradin. À, siêu bé nhỏ có em nói từ là cái từ của nó là từ siêu bé nhỏ, nhưng mà nó là sử dụng bát 20, cho nên là chúng ta thường thấy là những quả trầm Paradin có bát 20 rất ít trên thị trường đúng không ạ? Rất ít, rất hiếm luôn. Quả trầm này thì sử dụng e căng liền nhé, e căng của nó là e căng liền đấy, bát 20 được nằm ở đây này, nhưng mà e căng của nó là e căng liền, và cái bát của nó là bát vít trong, e căng liền không thể tháo ra được, mong anh em nhớ rõ như vậy, e căng liền không thể tháo được. Ôi đấy, dây rắc còn đầy đủ nguyên si. À, đến với thương hiệu trầm này, xin giới thiệu với quý vị và các bác anh em chúng ta là quả trầm Paradin Modern Sinenma. Quả trầm Modern là quả trầm là thương hiệu là Paradin Modern là Sinenma, và có chữ tên là CT Soup Bottle Soup. Thế nhưng mà nhiều tiếng Anh quá khó mà đọc các bác nghe, khó mà đọc. Thì chúng ta hãy gọi điện cho em là thôi chú bán cho anh cái quả trầm Paradin bát 20 ấy, nhà em có mỗi quả thôi, hai lỗ thông hơi này nhá. Ơi, rất ok nhá. Thì quả trầm này á có giá 4 triệu đồng. Đấy, các bác thấy không? Bát 20 nhưng mà giá khá đỉnh, khá cao. Đấy, nhưng mà các bác không chê về nó đâu nhá. Paradin giá 4 triệu đồng, bát 20 mà giá 4 triệu đồng. Đấy, chúng ta thấy. Rất là ok. Đấy nhá. Thì để đây. Paradin bát 20 có mỗi quả thôi. Và bây giờ thì đến với quả trầm tiếp theo. Đó là quả trầm các bác thấy nhìn nó rất là đẹp, một quả trầm đẹp bóng kim cương luôn, thấy bóng xoay gương được, chúng ta thấy này, đây cái bàn tay của em xoay gương được luôn. Về cái thùng của nó, cái thân thùng của nó, bốn thân thùng xung quanh thì nó được bao bọc bằng piano, vỏ piano. Đó, video khá dài rồi, thùng bóng piano. Và quả trầm này nó có tên là quả trầm DK, sử dụng bát 25 nhá. Bát 25 mang carbon kết hợp sợi, và gân của nó là gân cao su các bác nhá. Gân cao su dòng gân mập. Đấy, rất là ok, nổi tiếng luôn. Rồi tiếng đánh cực kỳ hay. Rồi đến với thông số phía sau, chúng ta thấy là quả trầm DK nó có tên là model là một quả trầm DK Dynamic Audio Model DA SVDUP 1000 các bác nhá. Quả trầm Model DK Model SVDUP 1000, nguồn điện 220V và công suất 180W các bác nhá. Đấy. Hàng này là nó là sản xuất từ ở Úc thưa quý vị và anh nhá, hàng của Úc nhá. Rồi rất ok. DK này của Mỹ, sản xuất ở Úc. Bây giờ mời quý vị cùng các bác anh em chúng ta hãy cùng đi đến với quả trầm có giá 4.200.000 đồng nhá. 4.200.000 đồng, em sẽ tóm tắt và nói nhanh hơn một chút nữa để đỡ mất thời gian vì video quá dài. Nếu thời lượng video quá dài nó sẽ tự ngắt, không chứa đựng được nữa.
Chúng ta thấy là quả trầm Kenwood đến từ Nhật Bản, sử dụng một loa bát có đường kính là 20 năm, một lỗ thông hơi cùng hướng với cái bát, mạng carbon kết hợp sợi thủy tinh, và cái gân của nó là gân mút, có một cái màu vân gỗ vô cùng đẹp. Chúng ta thấy màu vân gỗ của nó rất đẹp. Giá của quả trầm này là 4.200.000 nhá. Quả trầm Kenwood có giá 4.200.000. Và đi đến thông số phía sau, chúng ta đang được nhìn thấy một bảng điện dài ngoãng cực kỳ to và dài cánh quả nhật đây. Và đây là các gần tần vi tinh chỉnh quả trầm Kenwood model Svedub 515 các bác nhá. Svedub 515, công suất 150W. Điện là 220V các bác nhá. Rồi, ok, hàng Nhật Bản. Tiếp theo là một quả trầm có giá 4.300.000 đồng. 4.300.000 đồng này là một quả trầm Rogan đến từ Anh Quốc các bác nhá. Quả trầm Rogan đến từ Anh Quốc, sử dụng bát 20 năm, màng carbon, và gân của nó là gân mút xốp, mặt được trang bị bằng nhựa và xung quanh là thân thùng gỗ lạ. Rogan model ASB 100, lỗ thông hơi ở phía sau như thế này, nguồn điện là 220 các bác nhá, nguồn điện 220, hàng anh đừng rất là ok. Giá 3.300.000 nhá. Và bây giờ là một quả trầm đến từ Anh Quốc nữa. Quả trầm đến từ Anh Quốc này có một cái màu vân gỗ rất đẹp, sang trọng, lịch lãm. Quả trầm này có giá 5.200.000 đồng. Và quả trầm này là quả trầm model sọp các bác nhá. Quả trầm model sọp, em có hôm nay video này có hai quả. Có hai quả nhá, một quả màu đen em giới thiệu lúc nãy cho các bác, và quả này là quả màu vàng, phiên bản quả màu vàng màu vân gỗ. Chúng ta thấy sử dụng một cái loa bát có đường kính là 20 năm, màng giấy kết hợp sợi, và gân của nó zin nguyên bản. Đây, gân cao su các bác nhá. Zin nguyên bản gân cao su. Ở phía đằng sau chúng ta đang được thấy một giặc lỗ thông hơi này, đó là ba cái lỗ thông hơi. Và quả trầm model như sau, model sọp model MF907VDUP các bác nhá. 907 VDUP, công suất 250W. Nguồn điện tất nhiên là nó là nguồn điện châu Âu rồi các bác nhá. Nguồn điện châu Âu 230 240. Rồi ok, chúng ta phải cắm điện lưới, chúng ta thoải mái vào dùng. Có giá 5.2 nhá. Model sọp quả màu vàng này có giá 5.2. Và quả trầm, hai quả trầm cuối cùng, đó là một quả trầm Onkyo có giá 2.400.000. Quả này là quả Onkyo model SL105, lỗ thông hơi, và cái bát của nó bát 20 được đặt úp xuống dưới cái tấm gỗ này, khi đánh sẽ lan tỏa ra bốn cái khe này cho âm thanh lan rộng, có một cái màu vân gỗ tuyệt đẹp. Onkyo model SL105 các bác nhá. Đó, rất ok. Đó, màu vân gỗ của nó vô cùng đẹp. Và quả trầm cuối cùng có giá 4.200.000, đó là quả trầm Mangat đến từ Đức các bác nhá. Quả trầm Mangat đến từ Đức, hôm nay em về thêm một quả nữa. Mangat đến từ Đức, đấy, bát 25, màng carbon, gân của nó là gân mút, phía sau là hai cái lỗ thông hơi và đường dẫn dây, đường kết nối em chơi đi vào đầy đủ. Điện là sử dụng nguồn điện Mỹ và nguồn điện châu Âu, 115V và 230V các bác nhá. Rất là ok luôn. Rồi, vậy là em đã giới thiệu công suất của quả trầm này là 115W các bác nhá. Vậy là em đã giới thiệu xong cho quý vị cùng các bác, các anh em chúng ta một lô trầm khá nhiều trong lô trầm này. Mọi chi tiết xin quý vị cùng các bác, các anh em chúng ta hãy liên hệ với em vào số máy trên tấm biển, đó là số máy 0966 603 183, địa chỉ em Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương, cạnh nhà thờ thôn Mỹ Động. Em nhận ship và giao hàng toàn quốc. Bây giờ xin chân thành cảm ơn quý vị cùng các bác, các anh em chúng ta đã dành thời gian vàng ngọc để theo dõi video giới thiệu trầm của em. Xin chân thành cảm ơn và kính chào.